Thì xin trả lời chung qua những cái ý kiến mà qua hai bức thơ của thầy Thiện Thiền. Trong cái bức thơ đó thì thầy thấy rằng con đường của đạo Phật chúng ta phải đi từ căn bản, nhất là thầy yêu cầu cái căn bản. Thì trong cái căn bản đó không phải là ngay liền mà dạy tứ thiền, mà phải hoặc là tam minh được, mà nó phải còn một cái lộ trình của nó phải rất rõ. Nếu mà khơi khơi mà tắt ngang như vậy thì những cái giáo án của chúng ta nó không có thành một cái xuống đường. Như bây giờ chúng ta thuyết giảng, bây giờ bỏ bỏ những cái khoản kia đi, bây giờ chúng ta thiết vô cái bắt đầu vô cái tứ thiền đi, chúng ta bắt đầu sơ thiền đi, thì nó không thành một cái vấn đề của một cái giáo án nữa, mà nó thành ra một cái đoạn mà có thể nói rằng một cái đoạn văn hoặc là một cái pháp, nói thì thiền đó thôi. Thì như vậy là chỉ có dạy riêng chứ không thể nào mà nó gộp chung ở trong cái giáo án này được. Thì không thể nào mà thu chung ở trong cái giáo án này được. Ví dụ như bây giờ muốn dạy riêng nó còn mấy ngày nữa, thì quý thầy xin nào bây giờ còn mấy ngày nữa chúng con muốn học riêng, còn bây giờ phần giáo án thì để sau này thầy có thể thì giảng tiếp như thế nào thì sau này, còn bây giờ chúng con muốn học bây giờ tứ thiền thì như vậy là thầy sẽ dạy riêng, hoàn toàn thầy sẽ dạy cái giáo án này ra, thầy không dạy nữa. Do đó thầy chỉ dạy cái phần của tứ thiền rồi tam minh thôi, thầy không dạy tứ nhị túc, mà thầy nói là tam minh phải ở trong cái chỗ nào để mà hướng tam minh thôi. Thì quý thầy nắm được tu được thì được, mà không tu được thì cái đó là cái phần của quý thầy. Còn thầy thì nói hết những cái điều kiện mà ở chỗ đó để mà thực hiện thì thầy nói cái đó rất rõ. Quý thầy làm được, không làm được thì quý thầy chịu lấy. Chứ còn thầy biết là cái lộ trình của nó phải đi từng cái dễ đến cái khó. Cũng như bây giờ đó, các thầy muốn biết cái bài vở ở trên cái lớp đại học nó như thế nào, nhưng mà cái trình độ chưa biết, chưa có hiểu được cái trạng thái đó. Cũng như bây giờ đó, mình chưa có ly dục, tâm mình còn dục, thì mình chưa biết cái ly dục như thế nào mà gọi là có hỷ lạc do ly dục sanh, thì các thầy chưa biết. Mà chưa biết mà đòi hỏi tới cái cao nữa thì chắc chắn là quý thầy chỉ còn ngồi đó mà ngó chứ không biết. Mà đây là dạy nó cô đọng lại một cái pháp, mà pháp của Phật nó thường như dường như là nó có cái mốc chìm với nhau, cái pháp này nó mốc với cái pháp kia nó liên tục với nhau, cho nên 37 phần trợ đạo nó phải có cái mốc chìm, chứ không phải một cái pháp nào nó đặc biệt được, nó riêng được. Vì cho nên gì mà cái đầu tiên á, mà chúng ta tu cái định vô lậu được á, thì ngay đó thì cái định bốn thiền cũng như cái tam minh nó dễ dàng. Mà cái vô lậu không được á, thì bây giờ bốn thiền với tam minh cũng chẳng qua là nể đó là chúng ta ngó cũng như một cái tài liệu mà thôi, chứ không có gì. Thầy nói bây giờ thầy nói rất, thầy dạy rất kỹ, ai thấy nói gì tứ thiền thì người ta cũng thấy rằng đúng, rất đúng, rất hay á. Nhưng mà thực hành thì quý thầy thực hành không vô, thầy chắc chắn là không vô. Cho nên ở đây khi mà chúng ta hiểu được một cái giáo án này rồi, chúng ta biết cái bước đường chúng ta phải tập cái gì trước, tập cái gì sau. Đó. Còn bây giờ quý thầy cứ nghĩ rằng mình phải nắm cho được cái thiền định đó để cho mình tu, không có chắc quý thầy tu được đâu. Bởi vì con đường của đạo Phật nó thuộc về toàn diện của nó, toàn bộ của nó là giới luật, là giới luật toàn bộ từ đầu chí đuôi đều là giới luật. Nó có một cái then chìm nó móc với nhau, từ cái này nó móc với cái kia, nó không thể rời nhau được. Cái đời sống của tu sĩ nó móc đến những cái thiền định, những cái thần thông của nó móc chìm với nhau hết. Nếu mà đời sống không hợp thì cái móc chìm này nó bị gãy ngang rồi, nó không còn. Cho nên chúng ta muốn bây giờ lấy nội cái thiền của Phật, bốn thiền tu thôi, còn hoàn toàn cái thiền cần, giới luật cũng cần, thì chúng ta chẳng đạt. Thầy biết cái này 10 năm trong thất thì biết, nếu mà không có một cái giới luật, không có sống đúng một cái hạnh đặc cư, không có sống đúng một cái ly dục ly ác pháp thì không bao giờ mà nếm được cái mùi vị của tứ thiền, mà cũng không bao giờ thấy được tăng. Cho nên quý thầy mất thì giờ lâu á, là tại vì quý thầy cứ nhắm thiền định mà quý thầy không nhắm đến cái đức hạnh, cái giới luật. Chứ mà nhắm được cái đúng cái giới luật đức hạnh thì quý thầy sẽ đi mau lắm rồi. Dạ, đi mau lắm, thời gian rất ngắn, khoảng độ thời gian rất ngắn. Cho nên không phải thầy sẽ cố gắng ở trong cái thời gian này thầy sẽ dạy cho các thầy tứ thiền cho kịp, chứ không thể nào mà không có học tứ thiền đâu. Và đồng thời có thể nói rằng khi mà dạy được mà tứ thiền được thì thầy cũng cố gắng mà dạy tứ như ý túc để chuyển qua tam minh cho nó có cái đường lối cách thức của nó đi rất dễ dàng. Bởi vì không có tu tứ như ý túc thì không có làm sao mà biết cái pháp mà đi tới tam minh được. Phải thực hiện nó hàng ngày, tu tập như thế nào để trau dồi cái pháp hướng, pháp tùy nó như thế nào để mà thực hiện được cái mình như vậy. Cho nên có người mà người người mà đi trước rồi, người ta biết được cái lộ trình. Còn các thầy thì chưa đi trước, cho nên các thầy muốn khơi khơi từ cái lớp 1 mình học từ
nói chung là mình chưa có đạt được lớp 1 mà muốn nhảy lên đại học mình ngồi mình để nghe coi cứ mấy ông thầy mấy ông giáo sư trên này dạy sao thì chắc chắn là ngồi nó ngon. Thiệt ra thì chắc chắn là quý thầy cũng chỉ là dùng những cái từ đó nói thiền đạo chơi nghe chơi chứ còn thiệt ra không sao. Quý thầy hiểu cái điều mà thầy nói. Bây giờ đem ra các thầy cũng nói, bây giờ nhập sâu thiền cũng nói theo cái lời mà thầy dạy, nói dứt chứ còn làm thì làm không được đâu, sống chính cái cuộc sống mình chưa sống được thì thiền ở đâu có được như vậy. Cho nên nó kết quả nó phải theo cái cuộc sống. Mà mình là người quyết tu theo đạo Phật thì phải lấy cuộc sống mà làm cái điều kiện để mà tiên quyết để đi học. À, chứ còn cái ham muốn như vậy thì thấy nó cũng là cái ham muốn sai, nó không đúng.